trưởng Phan Thị Hiền, đến từ xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, thủ nhang bản điện mẫu thoải linh từ. Thưa quý vị, cũng như bao thanh đồng khác, từ một người bình thường bị cơ đầy khốn khổ, nhiều lúc tưởng chừng như buông xuôi, cơ thể suy kiệt, nhưng với nghị lực và tin vào đức thánh mẫu, thanh đồng Phan Thị Hiền đã vượt lên chính mình, tu nhân tích đức. Sau một thời gian thử thách, thánh mẫu đã chấp nhận sự nhất tâm của thanh đồng và cho thanh đồng được hưởng lộc soi. Sẵn có lòng từ bi độ lượng, thanh đồng luôn phát tâm công đức làm việc thiện, phát tâm bồ đề, cung tiến và xây dựng các di tích lịch sử ở địa phương, hành lễ ở đâu, phát tâm ở đó, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa tâm linh. Hôm nay, đến với chương trình thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tại đền Quan Hoàng Mười, thanh đồng Phan Thị Hiền mang tới các giá hổ sau: 1. Chú Nguyệt Hồ, 2. Quan Hoàng Mười, 3. Cô Bơ. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón thanh đồng Phan Thị Hiền. Tiên đồng thì cung kỳ bái đạo, tâm trí hạnh cầu đạo, cầu bình an. Tiệc mở tung dung đi tiếp giờ lành, giờ lành tiệc mở tung dung, thỉnh tam tòa kiến thánh ngồi cộng đồng, mong sao đạt duyên. Đời nhất thiên thiên cũng thỉnh mời, cũng đời nhất thiên thiên tàng phong xe vắng xe loạn ngủ về. Đúng đương xa nhật phong sinh hương sư Phật nói vui thân sau văn tư sự tốt tương vân thanh đi văn sư Phật niềm đo thân. Nam mô nhà hương dòng bồ tát ma ha tát, nam mô nhà hương dòng bồ tát ma ha tát, nam mô nhà hương dòng bồ tát ma ha tát. Thành giá hồi cung để như biên biên nương bình mời, cũng để như biên biên nương cùng sự sinh thành trong đền sông xuyên. Nhà sắc khác thường nghị dùng đi, nhà sắc khác thường nghị giá danh đổi một đi, hòa thượng mình vẹn mười. Ngô hương xạ nhiệt pháp xuôi mông nguồn chư Phật hải đột cất sao vân tỷ sư kết thường vân thành ý phương ngân chư Phật thiện toàn thân. Nam mô nhạc cúng dạng Bồ Tát Ma Tát, nam mô nhạc cúng dạng Bồ Tát Ma Tát, nam mô nhạc cúng dạng Bồ Tát Ma Tát. Xin lỗi thân la làm chúa tiên nhi xích lân long đức đền hoàn phúc sớm kết loan phong thường xuyên sớm kết loan phong thẳng vai tiểu yên mơ đêm lòng xe hoa dự định chân ngang phần khởi xứng đức biến bản thập phương tích nhận giả dù biến làm thiếu tai chưa. Nam mô cứu khổ cứu lạc Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, nam mô cứu khổ cứu lạc Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát, con niệm nam mô A Di Đà Phật. Xin lỗi thân gia hồi cung như đồ sơn văn uy chúa bói nguyệt hồ bắc giang yên nguyên mà lui quê nhà tăng lên tô sơn bạch mã hỏi thăm đền niệm chúa nguyệt niệm nơi nào hỏi thăm ca kép đi vào sơn nhang lễ mẫu tam tòa yêu yêu nhạc nhạc hạt
suốt đầu cà vang minh xin răng khói tỏa nhạt nhòa sướng dòng quần trong cung cấm ba tòa tràng
về quan mát đi bồn vương ngọc nam xanh tốt bồn buồn đi nghỉ. Thank you.
thắp cờ diệu khai quang chứng đạo duyên, ngã thích tăng cúng sạc kim phục hoàn thành thần thánh đến tiền cung thiền. Thank you.
xưa dòng chân chân nơi sự nghệ vâng linh mùa tế độ muôn dân sinh làm đường hóa làm thân anh linh hoàng để chúng dân hướng rơi.
một năm cùng ngày. Dạo cước ngày ấy làm cung vắng vắng nghe tiếng nhạc lạ lùng, điện đọt nhẹ dục lòng, dục lòng quân tử làm nệ dân nhang về đồng, làm nệ dân nhang bay vua bay mẫu mười phương độ chỉ dân nhang niệm khấn từ bi. Cung cấm bằng ngàn nam ngã, cung cấm bằng ngàn dây thịnh cô xuống sự gian ngực đồng trục nữ giáng ngực ba đôi. Hai hoa ngọc nghìn trầu trong giao đài tuổi trung 18 tuổi. cô ơi thắt trong đền hàng cô ơi xa
tan hoang cả rồi. Ấy nơi vật đồi sao rời, cô tìm cửa Phật lương thân tháng ngày. Hoa đào còn đời Thank you.